Là mình đang có khoảng 10.000 cái. Cái việc đeo khẩu trang này là cái việc mà phòng bệnh Covid này là tốt nhất và cái chi phí nó rẻ nhất. Thì mình cũng mong muốn là mọi người đều chấp hành cái việc đeo khẩu trang này. Khi mà nhận được là thì cũng mừng là mình nhiều khi mình đi mua nó cũng tốn tiền, đỡ tốn một phần nhưng mà nó đỡ trong cái bản thân mình nó khỏi dịch nữa. Mình cần phải chiếc khẩu trang này tại vì đi ra ngoài đường bây giờ khẩu trang nó cũng đang khó khăn này, không có này, với cả đắt quá. Có cái nguồn lực cũng có cái nguồn tài chính để cho việc cái thực hiện này nó cũng rất là khó khăn. Mình cũng mong muốn làm cái này để làm cái tiền đề để cho các đơn vị khác họ cùng làm.